Vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD, bà trùm buôn lậu 10 tường bất ngờ khai danh tính chủ mưu. Vụ án vận chuyển trái phép 470.000 USD đã có thêm tình tiết mới khi bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, khai người chủ mưu vận chuyển trái phép 500.000 USD là người khác và một cán bộ biên phòng tỉnh An Giang đã lấy 30.000 USD. Ngày 14 tháng 11, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hình sự vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới liên quan đến 5 bị cáo gồm Nguyễn Thị Kim Hạnh tức 10 tường, 53 tuổi, Phạm Thanh Sang 40 tuổi, Hồ Tuấn Linh 41 tuổi, Nguyễn Văn Lê 38 tuổi, Nguyễn Văn Minh 31 tuổi cùng ở tỉnh An Giang. Bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố. Bị cáo Hạnh tiếp tục kêu oan. Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh khai người chủ mưu thật sự là TKB, 62 tuổi và ông DCC, 70 tuổi, cùng ngụ thành phố Châu Đốc, An Giang. Theo bị cáo Hạnh, hai người này đã thuê đàn em của bị cáo vận chuyển trái phép 500.000 USD chứ không phải 470.000 USD như lực lượng biên phòng bắt giữ. Bị cáo Hạnh trình bày tại phiên tòa, nhờ sự giúp sức của ông TVC, còn gọi là CD, ngụ huyện An Phú, và ông H, cán bộ biên phòng tỉnh An Giang. Ông CD là người có liên hệ mật thiết với ông H để canh đường, vận chuyển tiền qua biên giới. Ông H kêu người bắt vụ vận chuyển số tiền 500.000 USD, nhưng ông này đã lấy 30.000 USD để tiêu xài. Khi công tố viên hỏi lý do tại sao tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo không khai ra người chủ mưu mà đến phiên tòa phúc thẩm mới khai ra những người này, vì sao bị cáo biết số tiền vận chuyển là 500.000 USD nhưng khi lập biên bản thu giữ tang vật lại là 470.000 USD? Trả lời viện kiểm sát, bị cáo Hạnh khai do bản thân bị lẫn nên khi tòa yêu cầu bất cứ vấn đề gì bà không trả lời mà chờ đến phiên phúc thẩm. Qua lời khai của Nguyễn Thị Kim Hạnh, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để xác minh, làm rõ thêm các lời khai của bị cáo. Phiên tòa được mở lại vào ngày 21 tháng 11. Trước đó, xét xử sơ thẩm, Tòa nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt Hạnh 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng, còn các bị cáo Sang, Linh, Lê và Minh mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Hạnh bị cáo buộc là người tổ chức chỉ đạo bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, được biết đến là chủ buôn lậu vàng ở An Giang. Bà Hạnh bị điều tra trong 6 vụ án với cáo buộc có hành vi buôn lậu đối với ít nhất 51kg vàng, một lượng lớn đường cát, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, 200.000 USD năm 2020, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và rửa tiền. Đầu tháng 2, bà Hạnh bị Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với cáo buộc vận chuyển 470.000 USD, gần 11 tỷ đồng, từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phạt tiền 50 triệu đồng.